Sư xin sư giảng cho con hiểu về tha lực. Tha lực có thật không ạ? Nếu có thì ai muốn được sự tha lực hay được cứu độ thì có cần điều kiện không ạ? Con luôn thắc mắc nhưng không biết hỏi như thế nào để sư giảng rõ. Xin sư giảng như thế nào là tha lực và như thế nào là tự lực. Và con muốn hành hạnh tự lực nhưng cũng cầu tha lực và điều đó có đúng như pháp không? Xin sư giảng cho con rõ mối nghi hoặc này. Về vấn đề này thì xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tường trả lời trước. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, khi mà sư đọc qua câu hỏi này thưa quý vị, thì sư nhớ đến một cái bài kinh ở trong Chánh Tạng, đó là trong Tương Ưng Kinh. Bài kinh thuộc cái Tương Ưng Thông Trưởng. Bài kinh có tên là Thông Trưởng Ba Tá Lý Giá. Thì cái ông trưởng thôn này nè, hay là gọi mình gọi là thôn trưởng, hay là gọi là già làng đấy, không, già làng hay trưởng làng gì đó, thì ông mới đến, ông gọi, ông hỏi Đức Phật như vậy: dạ thưa Thế Tôn, con nghe nói là, con nghe người ta nói là Sa Môn Cồ Đàm mới là biết bộ thuật, như vậy thì không biết nó phải thật không? Thì Đức Phật ngài mới trả lời là: này trưởng thôn, những ai nói Sa Môn Cồ Đàm biết bộ thuật đó, thì đó là họ nói đúng điều họ được, nghe là nói đúng điều đã họ đã được nói ra bởi ta, và không có sai lời của ta bằng điều gì không thật, là họ giải thích đúng theo giáo pháp và không có tạo cơ sở có lý nào để bị người khác phê bình. Đó, sư đọc nguyên văn cho vị hiểu rõ này nghe, nghĩa là Đức Phật xác nhận là đúng, là Thế Tôn có biết, nghe rõ, vị nghe rõ nha, ngài có, ông hỏi là ngài biết về bộ thuật không, thì Thế Tôn xác nhận là đúng, ta có biết về bộ thuật. Thì ông mới nó hỏi gì nè, ông hỏi tiếp câu như vậy: bạch Thế Tôn, nếu mà như vậy á, nếu mà như ngài trả lời như vậy á, thì chắc là ngài dùng, ngài ngài là người mà giống như bậc thầy về dùng bộ thuật đúng không? Thì vậy, ngài là dùng bậc thầy về dùng cái mấy cái bùa thuật thế nọ, bùa ngải rồi đó, có đúng như vậy không? Thì khi mình hỏi như vậy á, Đức Thế Tôn ngài mới hỏi ngược lại, ổng là như vậy: này chứ này trưởng thôn, bộ hễ ai nói tôi biết bùa thuật thì cũng đồng nghĩa là tôi là một nhà bộ thuật hay sao? Thì ổng mới nói, ổng mới trả lời là: dạ theo con hiểu là đúng như vậy bạch ngài. Dạ đúng như vậy, con hiểu là gì đó, nghĩa là miễn ai á là biết bộ thuật thì người đó chắc hẳn là một cái bậc thầy về sử dụng bộ thuật đó. Như vậy thì Đức Thế Tôn ngày mới hỏi là như vậy, hỏi là vậy thì ta hỏi ông cái điều này, ông trả lời ta nha, ông có biết những cái người mà cô lý giá không? Là cái người này, người cư lý giá này là sao? Người cư lý giá này tức là những cái người mà sư tạm gọi nha, giống như phim kiếm hiệp gọi là nghề bảo tiêu thưa vị. Bảo tiêu tức là cái nghề mà giống như hiện đại mình bây giờ gọi là shipper đó, nhưng mà hồi xưa bảo tiêu dữ hơn à, có nghĩa là phải bảo vệ tài sản, tránh khỏi mà trộm cướp, đúng không? Và đưa cái thông tin đó được, khi mình nhận một cái đơn hàng đó là phải bảo vệ cái đó, thí dụ mà có trộm cướp này nọ phải, có nghĩa là dùng mọi biện pháp, thậm chí là giết những cái tên cướp đó để bảo vệ cái tài sản đó, giao đến cho cái người chủ, cái người mà nhận hàng đó đó, cho nên là gọi là bảo tiêu vậy đó. Thì Đức Phật mới nói là ông có biết những người đâu, cái người làm người bảo tiêu đó. Thì em kêu dạ con biết. Thì Đức Phật mới hỏi là vậy á, thì theo ông biết là những người đó hiền hay là hiền hay là người đó hiền hay là người đó dữ? Thì ông mới trả lời dạ, những cái người này tôi cũng biết là rất là dữ, đại loại như là đụng cái là sẵn sàng đâm chém các kiểu này nọ đó đó. Rồi Đức Tông nó cứ mới hỏi ổng thêm tiếp một câu mà ổng hơi đớ người là: ủa ông biết người như vậy thì chắc hẳn là cái bản tính của ông cũng giống như mấy người đó có đúng không? Thì ổng mới ngớ ngợ, ổng nói dạ làm sao được ngài, cái việc con biết những cái ông này nè, người này nè, ổng là mấy người đó hung dữ thiệt, và riêng bản thân con á là khác chứ sao giống được đó. Thì Đức Thế Tôn ngày mới xoay lại cái vấn đề chính, thì tương tự như vậy, Như Lai á, biết về bùa thuật thiệt, biết về những cái bùa chú, bùa ngã thiệt, nhưng mà đâu phải là Như Lai á, đi lạm dụng những cái, Như Lai là một nhà bùa thuật và đi sử dụng tùy tiện, lạm dụng những cái đó đâu. Bởi vì sao? Bởi vì á, một cái đoạn kinh cuối mà trong chánh kinh có nói rất là hay.
là như vậy. Vậy nếu ông có thể biết những người làm cai thuê đó là thất đức trong khi ông không phải là người thất đức, thì tương tự như vậy, Như Lai biết về bùa thuật đâu có nghĩa là Như Lai là nhà bùa thuật, đúng vậy không? Ta hiểu về bùa thuật và hậu quả của nó, và ta hiểu cách những nhà bùa thuật hành sự ra sao, nên khi thân tan rã sau khi chết, họ bị tái sanh vào cảnh giới đọa đày trong một nơi đến xấu dữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Đó, đó là cái vấn đề mà liên quan đến bùa thuật, mà trong liên quan đến tạng kinh mà có người hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề bùa thuật đó. Thì đó là phần trả lời của sư cho để thì cũng mong lại Đức Hạnh Tuệ góp ý thêm về câu hỏi này. Dạ, mình kết thúc câu hỏi trả lời. Có nghĩa là đối với Đại Đức Tuệ Tường thì chia sẻ một khía cạnh, đó là với nhiều người thì xem cái tha lực giống như là một dạng bùa chú, những cái câu thần chú, những cái dạng bùa chú, rồi mình ôm vào trong người, rồi nhờ như vậy mình được sự hộ trì. Thì Đại Đức Tuệ Tường đã phân tích cho thấy rõ cái sự mà mình nương tựa vào đó nó đem lại sự nguy hại. Và lý do Đức Thế Tôn dù biết nhưng mà Ngài không bao giờ Ngài sử dụng, và đương nhiên là Ngài cũng không bao giờ dạy đệ tử của Ngài sử dụng những cái bùa thuật. Còn cái vụ Thái Lan hiện tại bây giờ thì thôi sẽ không nói, nhưng mà đương nhiên thì cũng có người này người kia. Tuy nhiên á, điều quan trọng là chúng ta biết được đâu là chánh pháp, đâu không phải chánh pháp. Những cái không phải chánh pháp thì mình bỏ qua một bên. Thí dụ như ba cái vụ mà bùa chú thì mình để qua một bên đi. Ai thích chú, ai thích thím thì cứ thầy kệ họ. Mình chỉ quan trọng vào cái lời dạy của Đức Thế Tôn thôi. Dù cho ai đó có nói là bây giờ nương tựa vào cái lá bùa này đi, lá bùa này là ăn nên làm ra, lá bùa này là được tình duyên như ý, lá bùa này được cái này được cái kia, thì mình cũng nên có sự tỉnh táo để mình vượt qua khỏi sự cám dỗ bởi những điều nó huyền bí. Không có nên, cần phải vượt qua. Đó là cái Đại Đức Tuệ Tường muốn chia sẻ cho quý vị. Còn một kiểu mà chúng ta nghĩ là tha lực nữa đó, tức là Đức Thế Tôn có thể nắm tay mình dẫn đi, kiểu như là bây giờ mình lỡ mà mình đọa thì mình kêu Đức Thế Tôn, là hoặc là kêu một cái vị Bồ Tát nào đó là Đức Thế Tôn, hoặc là vị Bồ Tát đó sẽ nắm tay mình kéo đi, kéo lên ở dưới địa ngục mà kéo thẳng lên trên luôn, thì chuyện đó là không có. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Đức Thế Tôn, Ngài là một vị giáo chủ, Ngài là một vị thầy. Ngài chỉ cho người ta thấy con đường nào là con đường sa đọa và con đường nào là con đường đi lên. Con đường nào là con đường đi ra. Chứ Ngài không đi giùm người khác. Ngài không đi giùm. Ngài chỉ đường, chứ Ngài không đi giùm. Cho nên là ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn nói: hãy này các tỷ kheo, hãy tự mình làm hòn đảo cho mình, hãy nương tựa chính mình, chớ nương tựa một ai, hãy lấy mình làm điểm tựa, hãy lấy mình làm ngọn đèn, hãy lấy mình làm ngọn đảo, hòn đảo. Mà cái việc là tự mình nương tựa chính mình đó chính là sự thực hành chỉ và quán. Còn mà mình gọi là tha lực, cái tha lực ở trong Phật giáo điều duy nhất được cái sự chấp nhận đó là gì? Mình đặt niềm tin nơi Tam Bảo, rồi nhờ có niềm tin đó, nó là duyên cho sự tinh tấn, nó là duyên cho sự phát triển trí tuệ, nó là duyên cho sự giải thoát. Thì cái đó gọi là nương nhờ, đó gọi là sự nương nhờ, thì điều đó được chấp nhận. Còn mình coi, mình định nghĩa tha lực như là có một đối tượng có thể ban phước giáng họa, thì xin thưa rất tiếc là Đức Thế Tôn Ngài không chấp nhận điều đó.
Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.